Xin chào mọi người, mình là Thuận, chào mừng mọi người đã trở lại với channel Bỉm Sữa của mình. Video ngày hôm nay sẽ là một video dành cho các mẹ bầu sắp sinh em bé nha. Bởi vì có rất là nhiều mẹ bầu đang theo dõi kênh của mình và hiện tại đang phân vân không biết là nên mua sắm, chuẩn bị những đồ dùng gì cho em bé sắp chào đời. Thì mọi người có nhắn tin và yêu cầu mình là hãy làm video về những đồ dùng mình đã từng chuẩn bị trước khi Venus ra đời. Thì mình nhớ lại khoảng thời điểm mình mang bầu Venus được 7-8 tháng thì lúc đó mình cũng bắt đầu lên kế hoạch để mua sắm cho em bé. Bình thường á, được đi mua sắm thì rất là vui rồi. Còn đằng này là mua sắm cho em bé đầu lòng nữa, cho nên thật sự rất là háo hức luôn mọi người. Và lúc đó thấy cái gì quảng cáo hay hay, đẹp đẹp, có lý cũng muốn mua hết. Dẫn đến việc là đến bây giờ có khá là nhiều sản phẩm mà mình cũng chưa bao giờ dùng đến luôn. Thì khi mà mọi người đi ra cửa hàng mẹ và bé thường sẽ được cho một cái danh sách những đồ dùng mà mọi người cần mua. Thì trong đó nhìn vào khá là hoa mắt bởi vì có rất là nhiều hạng mục luôn. Thì để cho dễ theo dõi video này, mình sẽ đọc từng hạng mục và mình sẽ đưa ra ý kiến của mình là có nên mua hay không. Tất nhiên là video này chỉ là ý kiến cá nhân của mình qua kinh nghiệm mà mình đã chăm sóc Venus. Quyền lựa chọn và quyết định mua hay không vẫn là ở mọi người, nhưng mà mọi người sẽ có thêm thông tin để tham khảo, tránh mua phải những món đồ dùng mà không cần thiết nha. Ok, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu thôi. Hạng mục đầu tiên đó là quần áo sơ sinh. Thì cái này chắc chắn là nên mua rồi. Mình nghĩ là mọi người chỉ nên mua tầm khoảng 6-8 bộ là đủ dùng rồi. Bởi vì em bé sơ sinh thì lớn rất là nhanh, nên những bộ này chỉ mặc được khoảng 1-2 tháng là đã chật rồi đó mọi người. Thì mọi người có thể mua size newborn là size sơ sinh, hoặc là size từ 0-3 tháng. Mọi người có thể mua những chiếc áo rời và quần rời, hoặc là mọi người mua những bộ bodysuit cũng rất là dễ mặc. Thì mình mua cho Venus một số bộ bodysuit như thế này. Thì mới nhìn á, mọi người nghĩ là những chiếc áo này sẽ rất là khó mặc đúng không, bởi vì phải tròng cổ. Nhưng mà thật ra là mình sẽ không có tròng cổ, mà những dạng áo bodysuit như thế này thì mình sẽ mặc từ dưới chân kéo lên như thế này, rồi mọi người mặc từ dưới chân mặc lên. Mình thấy những bộ này thì rất là dễ mặc nha. Mọi người nhìn thấy có những chiếc cúc gài ở đây. Thì em bé sơ sinh một ngày thay tã rất là nhiều lần, có khi là hơn cả chục lần á. Cho nên là mỗi lần mà thay tã, nếu mà mọi người mặc quần á, thì phải kéo quần xuống và thay tã thì rất là mất thời gian. Thì thay vào đó, những bộ bodysuit này mọi người chỉ việc tháo những cái nút bấm như thế này ra và kéo lên là đã có thể thay tã cho bé được rồi á. Mình rất là thích những dạng bodysuit như thế này. Và hiện tại đến bây giờ Venus vẫn mặc bodysuit ở nhà luôn á mọi người. Mọi người có thể mua những dạng ngắn tay hoặc là có những dạng dài tay như thế này nữa. Nhìn rất là dễ thương và cũng dễ mặc nữa. Quần áo của em bé sơ sinh mọi người nên chọn những loại vải mềm, thoáng mát, 100% cô tông. Và đặc biệt là không có những chi tiết quá rùm rà rắc rối hay là đính những kim tuyến này nọ lên. Bởi vì những cái kim tuyến đó thì khi mà rớt vào mắt, vào miệng, vào mũi em bé rất là nguy hiểm, mà còn ảnh hưởng đến da của em bé nữa. Tiếp theo đó là quần đóng bỉm. Cái này là một dạng quần giống như là quần bỉm vậy á, nhưng mà là miếng vải và có miếng dán dán lại. Thì mình có mua thử cái này bởi vì mình có được tặng miếng dán sơ sinh, nên là mình mua thử cái quần này về dán cái miếng dán đó vào và mặc cho Venus. Nhưng mà mỗi lần mà đóng cái miếng này là lúc nào cũng bị tràn ra ngoài hết, cho nên là mình dùng được vài lần và mình không có sử dụng nữa, nên mình nghĩ là cái này không cần thiết đâu. Tiếp theo là tả chéo. Tả chéo là miếng vải hình tam giác thì phải. Giống như ngày xưa hay sử dụng cái loại tả này á, thì mình không có mua, bởi vì ngày này cũng phải giặt rất là mệt mà không có thời gian để giặt đâu. Tiếp theo là tả dán thì có. Mọi người có thể mua size newborn. Mọi người có hỏi mình là sử dụng tả gì cho Venus, thì hiện tại là Venus đang sử dụng hai loại là tả Mary's nội địa Nhật và Bamber nội địa Nhật. Tiếp theo đó là che top. Che top là hình như là một cái miếng nhỏ hình tam giác để che cái top của em bé, vì em bé mới sinh thì cái phần top ở trên này rất là mềm á. Nhưng mà thật ra thì mình nghĩ là cũng không cần thiết phải che nên mình không có mua, bởi vì mình không biết che để làm gì nữa. Tiếp theo là mũ đội cho bé. Thì cái này là khi mà mình mua các bộ bodysuit của Venus thì có bán kèm thêm cái mũ nữa. Mà thật ra là khi mà ở nhà nằm thì em bé cũng không nên đội mũ đâu mọi người. Bởi vì em bé tỏa nhiệt ở trên đầu và gáy á, nên đội mũ lại thì rất là nóng, khó chịu. Cho nên em bé sơ sinh thì mọi người không cần đội mũ nha. Tiếp theo là bao tay bao chân. Cái này thì có, mình có mua cho Venus khoảng hình như là 3-4 bộ gì đó, mà chỉ bao trong tháng đầu tiên để cho bé không có cào vào mặt thôi, bởi vì bé hay quơ cào vào mặt đó và trầy mặt. Nhưng mà thật ra thì da của em bé rất là nhanh lành đó mọi người. Ví dụ hôm nay đỏ một cái là ngày mai đã lành liền rồi.
Và đến sang tháng thứ 2 thì mọi người nên bỏ bao tay bao chân ra để cho con sờ nắm, tăng khả năng xúc giác của con, tập cầm nắm mọi thứ xung quanh. Cho nên là chỉ cần bao trong tháng đầu tiên thôi nha mọi người. Tiếp theo là yếm sơ sinh. Thì lúc đó mình cũng không có mua yếm cho Venus nữa, tại vì lúc đó mình cảm thấy là không cần thiết. Mà em bé sơ sinh á, khi mà đeo yếm á, thì tay của con lỡ may mặt có hất lên á, thì lại quơ trúng mặt á. Thì sau này khi mà Venus bắt đầu ăn dặm á, mình mới mua yếm cho Venus để Venus ăn không bị chảy xuống thôi. Chứ bình thường ở nhà mình cũng không có mang yếm khi mà Venus còn nhỏ. Hạng mục tiếp theo là khăn sữa. Có, cái này thì mọi người nên mua nhiều, khoảng từ 15-20 cái gì đó. Bởi vì còn dùng rất là nhiều. Khăn sữa thì mọi người sẽ dùng để lau mặt, lau người cho em bé này, rồi để ở cổ khi mà ti sữa nữa đó. Cho nên mọi người cứ mua khoảng tầm 15-20 cái gì đó cho chắc. Và sau này thiếu thì có thể mua thêm. Tiếp theo là khăn tắm. Thì có, mình mua khoảng 3-4 cái to cho mọi người xem. Cái khăn tắm của Venus mình có hai loại. Một loại là khăn mềm như thế này, to như thế này luôn, để khi mà Venus tắm xong thì có thể quấn người con lại. Và một loại là khăn kiểu như thế này, có cái đầu con cừu, con lừa chứ, nhìn rất là dễ thương. Thì có hai dạng, thì mọi người có thể mua cả hai. Khăn là khăn sợi tre, mình sẽ để tên ở trên này nha. Thì khăn này rất là mềm và mình rất là thích những cái loại khăn sợi tre luôn á mọi người. Mình dùng khăn sữa cũng là khăn sợi tre và khăn tắm cũng là khăn sợi tre nhưng mà to hơn thôi. Đây là khăn sợi tre của Thái Lan. Mình dùng đã khá là lâu rồi nhưng mà vẫn không có thấy bị xù lông lên luôn á mọi người. Dùng được rất là lâu và rất là tốt luôn. Tiếp theo là khăn von. À, là cái miếng vải mỏng thì là mỏng mà phủ trước mặt em bé mà ngày xưa mọi người thường hay nhìn thấy á. Mình không có mua cái này tại vì mình thấy không có để làm gì hết á. Tiếp theo là gối chặn. Hình như là gối để chặn hai bên cho bé ngủ đỡ giật mình á. Nhưng mà mình cho Venus nằm ngủ trong củi thì theo những tài liệu mà mình đọc thì họ khuyến cáo là các bé sơ sinh khi nằm trong củi thì không nên để bất kỳ đồ vật gì xung quanh hết, để tránh khi mà bé lăn qua lăn lại thì che mặt bé làm chặn cái đường thở của con á. Cho nên là mình cũng không có mua gối chặn. Nhưng mà nếu như mẹ nào cảm thấy cần thiết thì có thể mua nha. Tiếp theo là gối đầu. À, chắc là gối để nằm. Thật ra là em bé sơ sinh, đặc biệt là bé dưới 1 tuổi thì không nên nằm gối nha mọi người. Mình chỉ lót khăn cho Venus nằm thôi. Khăn nó có tác dụng là để hút mồ hôi trên đầu của con á. Còn có một số loại gối mà ghi là gối chống bẹt đầu á, thì lúc đó mình cũng định mua nhưng mà một số bạn bè của mình có review với mình là những cái loại gối đó cũng không có tác dụng gì hết. Nên là để chống bẹt đầu cho bé thì mọi người nhớ thường xuyên là xoay đầu con khi mà con ngủ. Ví dụ như giấc này bé nằm bên này thì giấc sau mọi người xoay bên lại, hoặc là bé nằm ngửa thì mọi người nên xoay qua xoay lại á, để cho con không có bị bẹt đầu á. Chứ còn gối thì mình thấy là không cần thiết cho các bé sơ sinh đâu. Tiếp theo là chăn ủ. Chắc là chăn đắp lên người bé. Thì mình không có mua chăn ủ, mà thay vào đó là mình sử dụng quấn chuẩn. Nếu mọi người xem video về nuôi con theo khoa học easy của mình á, thì sẽ biết là mình dùng quấn để quấn Venus lại cho Venus ngủ ngon á. Cho nên là mình không có mua cái chăn nào hết. Tiếp theo là bình sữa. Chắc chắn là có. Thì mọi người cũng có hỏi mình là dùng bình sữa gì cho Venus. Thì hồi sơ sinh là Venus dùng Tommy Tippy. Thì lúc mà mình đi vào Mother Care á, thì họ có bán nguyên một set là hai cái bình nhỏ và hai cái bình to, cùng với lại cái cây cọ để rửa bình luôn. Cho nên mình mua nguyên cái set đó luôn. Và bình sữa thì nhiều người nói là nên mua thật là nhiều loại bình để xem con hợp với bình nào. Nhưng mà thực tế mình thấy là cái bình đầu tiên mà mọi người cho bé sử dụng á, thì bé sẽ quen với cái bình đó luôn. Chứ mọi người không nhất thiết là phải mua nhiều bình đâu. Và khoảng thời gian sau này á, thì khi Venus đến tầm 5 tháng mình mới bắt đầu đổi sang bình Dr. Brown. Bởi vì cái bình Tommy Tippy á, thì cái nấm của nó không được chia lỗi nhiều và chảy không có nhanh. Mà Venus thì lại ti rất là nhanh. Cho nên là lúc đó mình đã đổi sang Dr. Brown. Thì mình nghĩ á, là bình sữa thì mọi người chỉ cần mua khoảng 2 cái bình ban đầu thôi. Và bình nào mà đầu tiên mọi người cho bé ti thì bé cũng sẽ dễ chấp nhận hết. Sau này á, bắt đầu khi mà thấy cái bình đã có vấn đề gì đó thì mọi người mới bắt đầu đổi bình, thì sẽ ok hơn. Đừng mua rất là nhiều bình ban đầu, rất là phí tiền. Tiếp theo đó là khăn giấy ướt. Thì cái này có. Cái này thì sử dụng rất là nhiều. Khi mà bé ị thì mình lau mông cho bé. Mọi người chỉ cần mua loại dùng cho bé là được.
Tiếp theo là gạt rơ lưỡi. Mình đang sử dụng rơ lưỡi đông pha. Nếu mà mọi người xem video tủ thuốc cho bé sơ sinh của Pinet thì mình có giới thiệu cái rơ lưỡi này rồi. Tiếp theo là kem hâm. Có, mình sử dụng kem hâm Chico. Tiếp theo là miếng lót sơ sinh. À, đó là cái miếng mà để mọi người dán vào cái quần đóng bỉm rồi ban đầu á, mình có nói á. Thì cái này là mình được tặng, mình được bạn của mình tặng của Huggy á. Sau đó mình mới mua cái quần đóng bỉm về để dán cái miếng này lên dùng. Nhưng mà cuối cùng là mình không dùng được bởi vì nó cứ tràn miếng á. Cho nên mình nghĩ là chỉ cần dùng tả dán là ok rồi đó mọi người. Tiếp theo là miếng lót phân su. Sao mà lắm thế? Miếng lót phân su. Chắc là cái miếng mà để lót vào cái miếng tả chéo, đó là tả vải á. Tức là khi mà mọi người dùng tả vải thì mọi người còn phải dùng thêm cái miếng lót phân su. Bởi vì em bé sơ sinh thì đi rất là nhiều lần, cho nên lót cái này thì đỡ phải đi giặt tả chéo nhiều lần. Nhưng mà mình không có dùng tả chéo là mình nghĩ là cái này cũng không cần thiết đâu. Tiếp theo là chậu tắm. Cái này thì có, ban đầu thì mình chỉ mua một chậu thôi. Nhưng mà khi mà mình sử dụng dịch vụ chăm sóc em bé sơ sinh tại nhà và cô điều dưỡng đến tắm cho Binet á, thì cô điều dưỡng kêu là mua thêm một cái nữa, để khi mà tắm xong thì chuyển qua bên này tráng bằng nước sạch lại á. Cho nên là mình mua hai cái. Thì mọi người có thể xem lại video cách massage và tắm cho bé sơ sinh. Mình có hai cái chậu tắm cho Binet nha. Tiếp theo đó là màn chụp. Chắc là cái màn mà để chụp khi mà bé ngủ để tránh mũi á. Thì mình nghĩ là cái này cũng không cần thiết mà mình không có mua. Tiếp theo là dụng cụ hút mũi. Cái này thì có. Nếu mà mọi người xem video tủ thuốc của Pinet thì mình cũng có nhắc đến cái dụng cụ hút mũi này rồi. Tiếp theo là các loại băng gạc quấn bụng. Mình nghĩ là không cần thiết đâu, bởi vì trong những cuốn sách mà mình đọc thì họ có nói là khi mà rốn em bé chưa khô thì nên để thông thoáng và rốn sẽ tự rụng và tự khô á, cho nên là cũng không cần quấn đâu. Tiếp theo là nước muối sinh lý thì có và dùng rất là nhiều, cho nên mọi người có thể mua khoảng 10-20 chai để sẵn không sao nha, dùng hàng ngày luôn á mọi người. Tiếp theo là cây cọ rửa bình sữa. Cái này thì có. Nước rửa bình sữa có. Mình đang dùng K-Mom. Tiếp theo là nước giặt quần áo bé. Có, tại vì bé sơ sinh thì rất là nhạy cảm, cho nên là mình nên sử dụng một loại nước giặt riêng cho bé. Thì cái loại mà mình đang sử dụng là Denny. Mọi người có thể tìm thấy rất là dễ dàng ở các cửa hàng mẹ và bé. Loại này của Thái Lan, giặt lên rất là thơm luôn á. Tăm bông loại nhỏ có. Sữa tắm cho bé chắc chắn là có. Thì ban đầu mình sử dụng sữa tắm Chico, nhưng mà sau này mình đổi sang sữa tắm Cetaphil. Thì đến bây giờ Binet vẫn còn dùng Cetaphil á mọi người. Tiếp theo là cắt móng tay cho bé. Cái này thì có. Ban đầu thì mình mua cái đồ cắt móng tay của em bé mà dạng như đồ bấm của người lớn á. Nhưng mà khi mà mua cái này thì mình lại không có dám bấm, vì tay em bé nhỏ xíu à, bấm rất là sợ. Thì sau đó mình đã tìm ra được một cái dạng mài móng tay cho em bé ok hơn. Mình sẽ để hình ở đây cho mọi người xem nha. Thì cái này rất là dễ dùng, mọi người chỉ cần bỏ pin và bật nút lên thì cái đầu xoay á, nó sẽ kè lên trên cái móng và nó rất là nhẹ luôn á mọi người, và cũng không có đau gì hết á. Thì mình thường tranh thủ lúc mà Binet ngủ để nhủ móng tay cho Binet. Mọi người nên mua cái này, mình thấy là ok hơn là cái đồ bấm á. Tiếp theo là cặp nhiệt độ. Cái này thì mình cũng có giới thiệu trong video tủ thuốc cho bé rồi. Cặp nhiệt độ mình dùng là Microlife. Tiếp theo là xe đẩy cho bé. Thì có, mình mua khi mà Binet được khoảng 3 tuần tuổi. Thì ba Binet là người đi mua và chọn. Hiện tại xe đẩy mà mình đang dùng cho Binet là Fedora của Hàn Quốc. Thì có nhiều mẹ hỏi mình về ưu điểm và nhược điểm của xe đẩy này. Thì ưu điểm đầu tiên và đó cũng là chính là tiêu chí mà để ba Binet chọn cái loại xe này, đó chính là an toàn. Thì xe này cực kỳ an toàn luôn á mọi người, hay còn gọi là xe đẩy địa hình á. Có nghĩa là nó có thể đi qua những chỗ gồ ghề mà rất là êm, không có bị xốc xếch. Cho nên là khi mà đẩy bé đi trên đường thì cực kỳ là an toàn, và bé nằm cũng không có bị chông trên nhiều. Bởi vì mọi người nhìn thấy là thiết kế bánh xe ở phía sau á, có hai bánh xe rất là to luôn á. Và ưu điểm thứ hai á là cực kỳ nhẹ khi mà đẩy nha. Đẩy Binet nhẹ lắm, mình bỏ thêm đồ lên á, mình cũng thấy nhẹ nữa. Đó là ưu điểm so với những dòng xe đẩy khác. Tuy nhiên cũng có nhược điểm so với những xe đẩy khác. Thứ nhất là giá thành khá là cao, và thứ hai á là xe này hơi nặng. Không, khá là nặng á.
nên là hơi bất tiện một chút xíu khi mà gấp xe lại và bỏ trong cốp xe á, thì là cần những xe ô tô mà có cốp to á, thì bỏ sẽ dễ dàng hơn là những xe ô tô mà có cốp nhỏ thì sẽ không bỏ vừa. Đến bây giờ thì mình vẫn sử dụng xe đẩy Fedora và mình chưa đổi sang loại xe đẩy nào hết. Nói chung là cái phần nhược điểm về nặng á, thì có ba pinot lo rồi. Hai hạng mục tiếp theo đó là nôi cho bé và củi cho bé, thì đây chính là hạng mục mà đã làm cho mình phân vân nhất trong quá trình mua sắm cho Binet. Bởi vì mỗi sản phẩm thì đều có ưu điểm và nhược điểm riêng. Nôi á, thì có vẻ như là giúp cho bé dễ ngủ hơn, bởi vì nôi thì có chức năng đung đưa qua lại á mọi người, mà bé sơ sinh khi mà được đung đưa thì rất là dễ ngủ. Và nôi thì nhỏ gọn hơn, giá thành cũng rẻ hơn so với củi. Củi á, thì thường là làm bằng gỗ rất là chắc chắn và từ 1m2 cho tới 1m4, cho nên đòi hỏi là phòng hay là nhà phải rộng một chút xíu thì mới có thể để củi được. Tuy nhiên xét về độ an toàn á, thì mình lại thiên về củi nhiều hơn, bởi vì nôi á, mình nghĩ là các bé tầm khoảng 4 đến 5 tháng khi mà đã biết lật rồi là không thể nằm nôi được nữa, bởi vì nôi khá là nhỏ và con không thể lật trong nôi vì không có độ an toàn á. Còn củi á, thì bé có thể lật, lăn, bò, thậm chí là nhịn đứng và còn có thể chơi tự lập được trong củi rất là an toàn nữa, bởi vì không gian rất là rộng so với bé. Và củi thì bé còn có thể nằm cho tới 2-3 tuổi luôn, giống như là một chiếc giường riêng của bé vậy đó. Và nếu mà mọi người muốn tập cho bé theo nền nếp easy và luyện tự ngủ cho bé thì củi sẽ là một lựa chọn phù hợp hơn nôi rất là nhiều. Cho nên là cuối cùng mình đã quyết định là lựa chọn củi. Tiếp theo là máy hâm sữa thì có. Cái này thì mình được một người bạn tặng và máy mình đang sử dụng là máy Fast. Sản phẩm tiếp theo là ga chống thấm. Ga chống thấm à. Cái mà mình mua thì là miếng lót chống thấm. Đó là miếng mà mình trải ra khi mà đi tắm cho Binet á. Nên là cái này mọi người cũng cần mua. Mọi người có thể mua theo kích thước tùy theo nhu cầu sử dụng của mọi người để lót cho bé nằm. Tiếp theo là chăn cho bé. Ủa, hồi nãy là phải có chăn ủ rồi mà. Chắc cái này mới là chăn cho bé nè. Còn cái chăn hồi nãy là chăn ủ à. Chắc là chăn quấn. Còn đây là chăn cho bé. Thì mình không mua chăn cho Binet. Như mình có giải thích lúc nãy á, là mình sợ khi mà bé quơ tay á, thì sẽ hất những cái tấm chăn đó vào mặt thì sẽ ảnh hưởng đến cái việc có thể gây ngạt thở cho bé, cho nên là mình không có dùng chăn. Tiếp theo là chiếu cói. Chiếu cói không, mình không có mua. Nếu mọi người thấy cần thì chắc là mọi người có thể mua. Sản phẩm tiếp theo là ti giả. Thì mình không có mua từ lúc chuẩn bị, mà khi Binet đã qua đầy tháng và mình bắt đầu sử dụng ti giả thì lúc đó mình mới mua cho Binet. Ti giả mà Binet sử dụng từ hồi sơ sinh là ti giả của Avent. Mình sẽ để hình ở đây bởi vì rất là nhiều mẹ hỏi. Mình nghĩ là sử dụng ti giả là lựa chọn của mỗi người thôi. Mà nếu mà những ông bà ngày xưa mà nghe sử dụng đến ti giả thì rất là sợ, bởi vì ông bà sẽ cho rằng sử dụng ti giả thì sẽ làm cho bé bị hô sau này. Nhưng mà thực tế là không phải như vậy, bởi vì chưa có bằng chứng nào chứng minh là sử dụng ti giả là cho bé bị hô cả. Các em bé bên nước ngoài á, từ khi mới sơ sinh là đã được sử dụng ti giả rồi, và chẳng có em bé nào hô vì sử dụng ti giả cả. Mình thấy ti giả là một trong những công cụ rất hữu hiệu trong việc giúp cho bé luyện tập từ ngủ. Đồng thời ti giả còn là một vật giúp cho bé trấn an khi mà bé đi ra ngoài chơi ở những nơi công cộng và bé quấy khóc, hay là khi bé đi máy bay thì có ti giả giúp cho bé dễ ngủ hơn rất là nhiều. Sản phẩm cuối cùng trong list danh sách này đó là tủ nhựa đựng đồ cho bé. Mình thì không mua tủ nhựa bởi vì mọi người nhìn thấy đây là tủ quần áo của mình, của phòng mình nè. Thì phòng của Binet cũng có một cái tủ to như thế này, thì mình đựng hết trong tủ này, cho nên là mình không mua thêm tủ nhựa. Mà thay vào đó là mình có mua một chiếc xe đẩy, mình hay gọi là xe đẩy bỉm sữa của các mẹ. Cái xe đẩy này thì nó có 3 tầng, mình sẽ để hình ở đây cho mọi người xem. Nó rất là tiện, mọi người sẽ để tất cả những đồ dùng hàng ngày của bé lên đây, và mọi người có thể kéo đi qua phòng này qua phòng khác, cực kỳ là tiện lợi luôn á mọi người. Nếu mọi người có thể tham khảo xe này, mọi người có thể dễ dàng tìm được ở Shopee. Mọi người chỉ cần đánh là kệ đựng đồ 3 tầng IKEA thì phải. Ok, vậy là mình đã vừa điểm qua một list các danh sách đồ dùng cho em bé sơ sinh. Và mình thấy list này khá là dài và khá là đầy đủ rồi đó mọi người. Thì mình nghĩ là trong giai đoạn này mọi người sẽ nên mua những đồ dùng mà mọi người cảm thấy cần thiết. Và khi mà sinh em bé ra xong thì chắc chắn là vẫn còn phải mua tiếp tục nữa đó mọi người. Mình hy vọng là video này đã giúp cho mọi người có một cái nhìn tổng quát và một số các thông tin cơ bản để mọi người có thể chuẩn bị được những đồ dùng cho em bé sơ sinh. Nếu như mà mọi người có những thắc mắc hay là đang phân vân một số những sản phẩm nào có nên mua hay là không, thì mọi người có thể để lại comment ở dưới và mình sẽ trả lời bình luận của mọi người nha. Ngoài ra thì mọi người còn muốn mình làm video về chủ đề gì
thì cũng đừng quên để lại comment cho mình biết với nha. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh, bởi vì mình sẽ có những video mới vào thứ năm hàng tuần. Follow mình trên Facebook và Instagram nữa nha. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Tạm biệt mọi người.